Yên tâm đi, xác chết đó thì không biết nói đâu. Đừng chủ quan như vậy, lông lì không phải dạng vừa đâu. Hắn ghê gớm vậy sao? Nếu mà ông hỏi một tay đàn anh nào đó có biết lông lì là ai không, ông sẽ biết trình của hắn cỡ nào. Ồ, còn ghê gớm hơn chú à? Ánh sáng và bóng tối không thể so sánh với nhau được. Tôi không cần biết hắn ghê gớm cỡ nào, nhưng sự thật là hắn bị tôi quay dây dế vậy. Tôi thấy hắn chỉ là kẻ tầm thường thôi. Cho hỏi, đây có phải là nhà Phú Bát hay không vậy? Mày là thằng nào? Tôi là bạn cũ của nó thôi. Bạn cũ là bạn gì? Mày ngu quá, bạn cũ là bạn tù đó. Thôi, bạn gì thì kệ mày, vô làm về ly. Khoan đã, mày là thằng nào, nói rõ tao nghe. Hồi đó tôi chơi với nó với thằng Kiệt Tabu. Kiệt Tabu? Ừ, mấy anh là anh em của anh Tấm Đen, chứ mấy anh biết mà. Hồi đó nó ở trong xóm này chứ đâu. Tao là anh hai thằng Phú, sao tao không biết thằng này? Em bị tóm nên bốc lịch 20 cuốn mới ra xong.